câu hỏi đến từ khán giả Phạm Văn Thắng có số điện thoại 0383, 3 số cuối 340 ở Hạ Long, Quảng Ninh. Khán giả có hỏi về việc là trồng 500 cây mít Thái được một tuần, bị bọ cánh cứng ăn, tối có bắt nhưng đêm vẫn ăn, sáng hôm sau thì bay mất. Xin hỏi có nên phun thuốc không và nếu có thì nên phun loại thuốc nào sẽ không gây hại cho cây? Xin được mời chuyên gia Đinh Văn Thành ạ. Vâng, với cái câu hỏi này thì đối với cái mít Thái ấy, thì là cái bọ cánh cứng ấy, thì thông thường cái bọ cánh cứng thì nó hay hoạt động về đêm, nhưng mà nếu mà trong cái giai đoạn mà cây đang ra hoa thì chúng ta lại nếu mà dùng được cái biện pháp khác thì tốt hơn. Ví dụ ban đêm mà soi đèn mà thấy là có thể dùng vợt hoặc là những cái biện pháp khác mà bắt được bằng tay thì cái biện pháp sẽ tốt hơn là giai đoạn ra hoa, nhưng mà chúng ta lại dùng thuốc hóa học thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng đậu hoa đậu quả, hoặc là cái giai đoạn nở hoa là cái giai đoạn hết sức nhạy cảm của cây mà chúng ta không nên dùng những cái thuốc hóa học ở đó, cho nên bằng các cái biện pháp khác thì chúng ta nên sử dụng để có thể trừ được cái bọ cánh cứng trên cây mít Thái, chứ còn biện pháp hóa học thì chúng ta nên tránh giai đoạn này. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Đinh Văn Thành với những tư vấn vừa rồi. Mọi thông tin về giống cũng như thuốc và bệnh cây, quý bà con có thể liên hệ với số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình.